là em kêu Huy đứng ngoài, đó rồi cái trong này em vô để khóa, đó là vẽ ba phòng, phòng số 3 đó là lấy được đôi gì như vậy, chai dầu thơm với cục trà, đó rồi trong là qua em vẽ phòng số 10 là lấy được cái điện thoại cảm ứng bị hư, đó rồi trong ra là bị lực lượng công an thành phố bắt. Hai đối tượng cho biết do bản thân không có nghề nghiệp và cần tiền tiêu xài nên cả hai rủ nhau đi trộm cắp tài sản và còn khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm với phương thức tương tự trên địa bàn quận Ninh Kiều. Qua công tác điều tra, khám phá các vụ trộm cắp tài sản thời gian qua cho thấy đối tượng trộm cắp gây án trên địa bàn các quận trong thành phố chủ yếu là người ngoài tỉnh và đối tượng lang thang. Những đối tượng này ngày càng manh động liều lĩnh hơn trong khi gây án. Thay vì trộm đêm như trước đây, các đối tượng ngang nhiên gây án vào ban ngày, thậm chí tại những khu vực đông